Xin chào các bạn nhé. Thì trong thời gian qua thì mình cũng thấy được mấy loại chim mà trong khi đó rất là lạ. Trào màu thì mình cũng thấy rồi, nhưng mà nó là đột biến thì mình cũng thấy lạ, thì tận mắt mình được chứng kiến. Thì đây, thứ nhất là cái con chim 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 mọi người gọi chòe Bắc, nhưng mà chòe đất Bắc, nhưng mà theo mình thì không biết phải chòe đất Bắc không. Đầu trắng, anh em ơi, đầu trắng này, đầu trắng tinh. Đó. Thì cái con này thường thường nó cũng sống không khác gì con chòe, nó sống ở mặn, bờ ao bờ ruộng nhất, nó có cái kiểu vẫy đuôi giống rất giống chòe. Còn hót thì nó hót không hay, nó mình chưa mà chưa được nghe nó hót, mình không biết được. Nó tạch tạch, mình được nhìn thấy con lại rất nhiều, nhưng mà người nó thì màu màu xám như này, nhưng mà đầu nó cũng màu tất cả bình thường, nhưng mà đây là con này đột biến đó. Đột biến này. Thì tiếp theo thì là cái con sám khói. Thì cái con chào mà sám khói thì mình cũng được nhìn thấy từ trước rồi. Sám khói thì bao nhiêu lần mình đã được nhìn thấy nó và không thể bẫy được nó, thì nó cũng ngoài tự nhiên. Con này thì nhiều anh em nói là nhượng nhưng không lại đâu anh em. Con này là cái con chim vụ năm ngoái má lỡ, vì nó đang má lỡ chứ không phải là nhọn gì đâu. Thì đấy, này nó màu như kiểu do như do tàn trắng anh em. Thì đó, màu thì anh em nhìn cũng thấy lạ đúng không, màu cực kỳ lạ. Đây thì mình đứng xa mình quay thì cũng không được nét lắm đó. Màu xám khói cực kỳ đậm, đầu thì màu bình thường, kiểu trên trên chóc màu vẫn màu đen bình thường. Thì tiếp theo con nữa là cái con này thì mình chưa được, có nghĩa là mình chưa được nhìn thấy bao giờ. Mọi người nói là cái con này là con thiên đường, con này là thiên đường, nhưng mà mình cũng không biết là đúng nó là thiên đường, nó là chim gì, nhưng mà mọi người nói nó là con động vật quý hiếm, hót nó cũng không hay, nhưng màu cực kỳ đẹp. Nhưng anh em cứ tưởng là nó là cái con chòe lửa nhưng không phải anh em nhé. Con này nó là con thiên đường, mình cũng tìm hiểu trên mạng nhiều thì đó là con thiên đường. Lông đuôi rất dài, lông cánh trắng này, lông đầu đen có màu anh em nhé. Con này thì nó lúc mình nhìn thấy nó thì nó không 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 dựng màu, không dựng màu đó. Thì còn thì cánh nó thì đuôi cánh không có tí màu đen, cũng có một chút màu đen bên dưới đuôi cánh, người thì màu trắng tất. Con này thì rất nhiều người lầm tưởng nó là con chòe, thì anh em cứ gọi cho mình hỏi là con này con chòe đợi chòe 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 lửa, anh bắt để cho em, nhưng mà thực ra nó không phải chòe lửa anh em nhé. Con này là chim thiên đường, màu nó bình thường, con mái thì nó màu đỏ đỏ hồng hồng vàng vàng. Con trắng, con màu trắng này là cái con chim đực đó, nhà màu xanh nhạt hơn đó. Thì tiếp tục lại đây mình lại tiếp tục nhìn thấy con màu sáng khói nữa, màu xám khói nữa. Thì con này thì mình nghi là nó cách cái điểm mà con xám khói đầu tiên nó có trước, thì mình nghi là nó là một trong hai con là một, nhưng mà nó cách khoảng cách xa thì chưa chưa biết phải nó không. Nhưng mà con này cũng xám khói, cũng đẹp, con chào màu xám khói này. Anh em tạo ra con này cũng ok đúng không, con này cũng cực kỳ đẹp. Nói chung là nó nhiều con chim sáng khói tự nhiên mà để mà như này thì cũng hiếm được nhìn thấy. Những anh em là được nhìn thấy những con như này rồi thì con cho mình comment bên dưới nhé. Anh em xem video thấy hay thì chia sẻ clip giúp mình, và đừng quên đăng ký để nhận những video tiếp theo của mình nhé. Thì đây là những cái con mà trong năm vừa qua mình đã được chứng kiến tận mắt và máy quay mình quay được. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh. Chào tạm biệt anh em.